Những đám cưới showbiz được mong chờ nhất năm Tân Sửu, rõ nhất là hình của Mát Niu, Hương Giang, Lệ Quyên và Tỉnh Trẻ. Khán giả đang rất mong chờ tin hỉ từ các cặp đôi nổi tiếng showbiz trong năm mới Tân Sửu. Năm 2020 vừa qua, showbiz đã được đón nhận khá nhiều tin báo hỉ. Sau những hôn lễ đáng nhớ của Á hậu Thúy An, Á hậu Tường San, Công Phượng Viên Minh, khán giả lại tiếp tục mong ngóng những đám cưới diễn ra trong năm 2021, hứa hẹn sẽ gây bão khắp mạng xã hội bởi sự đẹp đôi của cô dâu chú rể. Ngô Thanh Vân, Huy Trần. Ngày 28 tháng 12 năm ngoái, nghi vấn Ngô Thanh Vân hẹn hò Huy Trần đã tạo nên một cơn sốt trong làng giải trí. Đều là hai gương mặt tài sắc vẹn toàn và có tiềm lực về kinh tế vững chắc. Thế nên dù chưa lên tiếng xác nhận nhưng cặp đôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ nhiệt tình của cư dân mạng. Không chỉ vậy, những câu nói, hành động ngọt ngào tựa ngôn tình mà Huy Trần dành cho bạn gái cũng được cư dân mạng chia sẻ điên đảo trên mạng xã hội. Cũng từ đây, cộng đồng mạng liên tục cho rằng nếu chuyện hẹn hò là thực sự thì năm 2021 quả là một khoảng thời gian đẹp để cả hai về chung một nhà. Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu. Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên quen nhau khi hợp tác quay TVC khoảng một năm trước. Nhờ vậy anh có dịp làm quen, trò chuyện cùng đàn chị mà mình hâm mộ từ nhỏ. Tháng 8 năm 2020, cả hai bị bắt gặp đi mua sắm cùng nhau, vừa nghi vấn hẹn xong giữ thái độ im lặng. Cho đến chiều ngày 3 tháng 2, Lệ Quyên chính thức đăng ảnh tình tứ công khai hẹn hò nam người mẫu kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu. Trên trang cá nhân cô viết, vợ chồng hay tình nhân chưa chắc đã thiếu nhau, chưa chắc đã thiếu tình yêu để đánh mất nhau, mà mất nhau khi thiếu tình bạn. Ngay lập tức, người hâm mộ đã liên tục gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu, hy vọng cặp đôi sẽ sớm về chung một nhà trong năm 2021. Mới đây, cặp đôi cũng lộ hình về quê ăn Tết cùng nhau. Hương Giang, Mát Lưu. Kể từ khi xuất hiện tại Người Ấy Là Ai và công khai hẹn hò, Hương Giang, Mát Lưu đã trở thành cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cư dân mạng. Nhìn lại quãng thời gian cả hai đồng hành cùng nhau, không ít người phải suýt xoa ngưỡng mộ vì bao sóng gió. Hương Giang và Mát Lưu vẫn dành cho nửa kia sự quan tâm, những hành động vô cùng tình cảm, chẳng khác nào thuở mới yêu. Không chỉ vậy, vào tháng 10 năm 2020, Mát Lưu còn bay ra Hà Nội để ra mắt gia đình Hương Giang. Nhìn chàng CEO đứng giữa bố mẹ anh chị em của Hương Giang đầy thân thiết, dân tình ai cũng hào hứng và mong ngóng đám cưới của cặp đôi này. Hương Giang và Mát Lưu là một trong những cặp đôi đẹp nhất của showbiz Việt. Cả hai thường xuyên khiến dân tình ghen tị bởi những khoảnh khắc ngọt như phim ngôn tình. Thậm chí vào cuối năm 2020, Mát Lưu còn về nhà Hương Giang để ra mắt bố mẹ. Điều này càng khiến cộng đồng mạng mong chờ đám cưới của cả hai. Võ Hoàng Yến cùng bạn trai giấu mặt. Năm 2019, Võ Hoàng Yến khiến nhiều người quan tâm khi công khai hẹn hò. Theo thông tin hiếm hoi rò rỉ, bạn trai của cô làm ngành ẩm thực. Không chỉ thế, anh còn rất yêu thương và chiều chuộng khiến cô trở nên nhỏ bé hơn mỗi khi ở cạnh bên. Võ Hoàng Yến cho biết, cô và bạn trai dự kiến tổ chức đám cưới vào tháng 7 năm 2020, nhưng mọi thứ đều phải hoãn lại vì dịch bệnh Covid-19. Đến hiện tại, cộng đồng mạng vẫn chưa được nghe ngóng về đám cưới của Võ Hoàng Yến, nhưng có nhiều ý kiến cho rằng, năm 2021 nếu dịch bệnh được kiểm soát, thì người đẹp và bạn trai chắc chắn sẽ có một hôn lễ tuyệt đẹp. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.